Trạng Quỳnh. Chó, mèo, heo, khỉ, vịt. Bắt hai con gà con. Thôi thôi, chả dám nghe lời thầy. Thầy dám đùa với thánh thần, bẹo này chả dám. Thấy cậu trêu thần gẹo thánh, con ớn quá. Trạng Quỳnh trả lễ thành hoàng. Bị Quỳnh làm bẻ mặt, trọc phố bẹo, tức anh ách suốt ngày. Phải trả thù, phải trả thù. Có cách, có cách. Mang hai con gà mái to nhất cho tao. Dạ vâng. Lại thành hoàng bản thổ, con là bẹo. Con sẽ dâng con gà này với đủ bộ lông, không thiếu một món. Nếu thành hoàng giúp con một việc. Thành hoàng làm cho gã Quỳnh ốm nặng một trận. Ha, thành hoàng nhận lời rồi. Ơ, ta quên, ta không nhớ. Quỳnh là người nhà trời, ta không hại được. Con gà bé quá, bỏ thì tiếc chết. Thôi, ta làm vợ hắn bệnh cũng được. Ôi, sao bỗng dưng đau bụng nhức đầu quá. Lại bị bà chúa quở nữa rồi. Sao mày thích mợ mày bị quở quá vậy? Con nói thật đó, không tin cậu đi xem bói sẽ rõ. Cũng y như lần trước, bị quở rồi. Thấy chưa, con nói bị quở mà. Thầy ra đình khấn thành hoàng đi. Lại khấn vái, lại cúng kiến. Mấy ông nội thánh thần này không ưa nổi. Sao mày chưa đi theo cậu Quỳnh? Muốn xem bói. Có một hào được không ạ? Được, mày muốn xem quẻ gì? Tình duyên. Hả? Tình duyên? Vâng, tình duyên. Thì khỏi tốn một hào, cũng biết số mình cô đơn suốt đời. Trẻ nhà tới đâu, lần này giúp nhau, xin hai con gà đem ra hậu tạ. Hai con gà, hơn lão bẹo một con. Thế thì về phe Quỳnh thôi. Mợ mày hết bệnh rồi kìa. Mình khấn thành hoàng điều gì, mau tạ đi. Khổ. Phát nghèo với mấy ông bà thần thánh. Ra chuồng gà bắt hai con gà. Làm lòng đếm luộc. Xong rồi cậu ơi. Bỏ vào khay. Mình ơi, mình tạ hai con gà ấy, coi chừng thành hoàng lại giận. Giận thế nào được, tôi khấn tạ hai con gà, chứ có nói khấn gà mẹ hay gà cha đâu. Quỳnh bưng. Quỳnh giữ lời hứa tạ chú hai con gà. Tiếc quá. Hừ, hai con gà chả bỏ dính răng, đói quá làm sao đây. Được rồi, bắt lão bẹo cúng gà.
đến ngày mà lão Hạo chưa trả nợ. Tự dưng hai cái chân cứng đơ. Ý ngộ ghê. Gọi người khiêng tao về. Hai chân tao chết rồi, ông bị Thành Hoàng quở rồi. Sao mày biết? Kinh nghiệm đường đời. Mày mấy tuổi mà kinh nghiệm đường đời? 8 tuổi, 80 năm kinh nghiệm. Đừng có xạo, tìm người giúp ta mau. Ơ, mà không chừng nó nói đúng. Mình hứa tạ con gà. Mang tao tới đình. Ông tin rồi hả? Ừ. Ông cho bao nhiêu tiền xe? Xe đâu? Xe đây. Cũng được, cho mỗi đứa 2 hào. Hì, ông cho xin tiền xe trước ạ. Thằng quỷ này. Đưa ông lên xe. Lên đường. Để con giúp ông vào trong. Giúp kiểu này tao không cảm ơn, tao chửi à. Xin phép Thành Hoàng một chút. Tao chửi đây, vểnh tay mà nghe. Chó, mèo, heo, khỉ, vịt. Xin lỗi Thành Hoàng, con chửi xong rồi. Thành Hoàng tha tội cho con hết què. Xin cúng con gà. Đứng được rồi, mừng quá. Hồi nãy đứa nào kéo tao? Tao bắt được, tao bẻ cổ lũ quỷ. Ông bẹo sao tơi tả thế? Thành Hoàng phạt. Rồi sao? Cúng 2 con gà. Để tôi bày ông cúng, khỏi túng nhiều. Bắt 2 con gà con. Thôi thôi, chả dám nghe lời thầy. Thầy dám đùa với thánh thần, bẹo này chả dám. Có phải chú chê 2 con gà của tớ nhỏ nên bắt ông bẹo nộp 2 con gà lớn? Thôi nhé, lần sau có muốn bắt ai thì bắt, chừa Quỳnh này ra nhé. Hừ, thấy cậu trêu thần gẹo thánh còn ớn quá. Mời các bạn nhấn đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo. Xin chào.